Đoán tên con vật. Hướng dẫn. Hãy quan sát hình ảnh của các con vật bên cạnh. Chọn tên động vật chính xác từ các tùy chọn có sẵn bên cạnh mỗi bức ảnh. Ghi tên con vật đã chọn. Con gì đây? A. Con mèo. B. Con khỉ. C. Chuột. Đáp án chính là B. Con khỉ. Con gì trong ảnh? A. Sư tử. B. Capybara. C. Voi. Đáp án chính là A. Sư tử. Con gì đây? A. Gấu trúc. B. Cá rái. C. Chuột. Đáp án chính là con B. Cá rái. Con gì đây? A. Con chó. B. Chuột túi. C. Hươu cao cổ. Đáp án chính là C. Hươu cao cổ. Trong hình là con gì? A. Gấu trúc. B. Con lười. C. Gấu túi. Đáp án chính là con B. Con lười. Đây là con gì các em? A. Hổ. B. Dê. C. Con nai. Và đáp án chính là A. Hổ. Tìm tên con vật trong hình. A. Con bò. B. Ngựa. C. Voi. Đó chính là C. Voi. Con gì đây? A. Cừu. B. Chim hồng hạc. C. Heo. Trả lời chính xác là B. Chim hồng hạc. Em đoán xem con gì đây? A. Chuột lan nước. B. Tê giác. C. Hà mã. Đáp án chính xác là A. Chuột lan nước. Em đoán xem con gì? A. Ngựa vằn. B. Cáo. C. Vịt. Đó chính là con C. Vịt. Chúc mừng các em. Các em đã hoàn thành xong rồi. Hẹn gặp trong các video tiếp theo.